Dạ A Di Đà Phật. Chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiện Thần, Hộ Pháp, tận hư không biến khắp pháp giới và tất cả hữu duyên chúng sinh. A Di Đà Phật. Chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể quý khán giả yêu thương. Chúng con thì cũng có phát nguyện là mỗi ngày phóng sinh. Nay đầy đủ nhân viên các thù tháng cả nhà. Chúng con mua một cái lồng như thế này thì mỗi ngày đều phóng sanh. À, ngày này cũng phóng sanh cả nhà. Như Đức Phật, Phật Bồ Tát từ bi ở trên cao cũng thấu cho lòng của con, cũng đã cho con được toại tâm nguyện là mỗi ngày đều được đi phóng sanh. Cái lồng như thế này cả nhà. Cái lồng nhỏ thì giá khoảng 150.000 và cái lồng lớn như vậy thì có giá chẳng 200.000. Mà chúng ta sẽ được phóng sanh mỗi ngày. A Di Đà Phật. Kính mời cả nhà cùng chúng con quy y cho Bồ Tát chuột nha. A Di Đà Phật ạ. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy y Tăng. Chúng sinh quy y Phật bất đọa địa ngục, chúng sinh quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sinh quy y Tăng bất đọa bằng sinh. Chúng sinh quy y Phật cảnh, chúng sinh quy y Pháp cảnh, chúng sinh quy y Tăng cảnh. Chúng sinh sẽ tạo chư ác nghiệp, dài dò vô thủy, tham sân si, tùng thân ngự ý, chi sử sinh, nhất thiết chúng sinh dài sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, tất cả chúng sinh ở mười phương thế giới niệm A Di Đà Phật cho đến khi thành Phật, đều đồng một pháp hiệu là Diệu Âm. Vì vậy kính nguyện tất cả chúng sinh khổ nạn đang có mặt tại nơi đây, kính nguyện tất cả chư vị hãy hướng về Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng mà phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sinh tịnh độ. Ta bà là khỏi khổ, cực lạc mới là chỗ quay về. Xin hãy buông bỏ tất cả những phiền não tham sân si mà phát tâm niệm Phật. Xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật. Nguyện đem công đức niệm Phật phóng sinh này hồi hướng về Tây Phương, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, điều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, xin qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng con kính mời tất cả quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể quý khán giả yêu thương, chúng ta cùng phát nguyện phóng sanh mỗi ngày cả nhà nhé. A Di Đà Phật. Đây là hiện trạng ở bên cái đây là có một cái lò xo và một cái đòn bẩy. Khi vào đây thì sẽ chui vào bên kia rất là dễ dàng. A Di Đà Phật. Nào bây giờ chúng ta cùng phóng sanh nha. A Di Đà Phật. Đây, ở đây thì nó có một cái chốt. Một cái chốt như thế này cả nhà. Đây cả nhà mở cái này ra. Rất đơn giản phải không ạ? A Di Đà Phật. Ở đây chúng ta kéo cái cửa ra. Đây, đây. Cái cửa này vừa mở ra thì Bồ Tát chuột nhảy ra. A Di Đà Phật. Rồi. Con cảm ơn tất cả quý khán giả yêu thương trên toàn thế giới đã cùng chúng con tham gia buổi lễ phóng sanh này. A Di Đà Phật. Chúng con xin chúc phúc cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà. A Di Đà Phật. Từ bi trùm khắp pháp giới, thiện ý khắp nhân gian. Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp, lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài, lấy chân thành phát triển giao lưu, lấy chuyên tu cầu sanh cực lạc. Đừng làm các việc ác, mỗi năm được bình an. Xin làm các việc lành, hàng năm đều như ý. A Di Đà Phật. Không vì chính mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sinh được lìa khổ. Kính thưa cả nhà, chúng con từ lúc mua cái lồng này đến nay phóng sanh chắc cũng rất là nhiều. Được vừa rồi thì phóng sanh được 36 Bồ Tát chuột. Đợt này thì phóng sanh thêm mười mấy nữa, 18. Đợt trước thì phóng sanh 48. Nói chung là ngày nào cũng phóng sanh cả nhà. Nãy giờ cả nhà cũng lên sắm một cái để tích công người đức. Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Chúng ta làm mạnh dạn phát tâm làm thì đời này con trai con gái, cháu trai cháu gái, ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của chúng ta, vũ quyền của chúng ta hưởng ân đức này cả nhà. Chúng ta cứ mạnh dạn làm nhé. Thôi không làm phiền mọi người nữa. Con cảm ơn rất nhiều ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy y Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ,
Chúng sanh quy y tăng bất đọa bàn sanh. Chúng sanh sở tạo chư ác nghiệp, gia do vô thủy tham sân si, tùng thân ngự ý chi sở sanh. Nhất thiết chúng sanh dài sám hối, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới niệm A Di Đà Phật cho tới khi thành Phật đều đồng một pháp hiệu là Diệu Âm. Vì vậy kính nguyện tất cả chúng sanh khổ nạn đang có mặt tại nơi đây cùng tất cả những chúng sanh khổ nạn ở những tầng không gian khác, kính nguyện tất cả chư vị hãy hướng về Tam Bảo, quy Phật, quy y pháp, quy tăng và phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh cực lạc. Ta bà là cõi khổ, cực lạc mới là chỗ quay về. Xin hãy buông bỏ tất cả những phiền não, tham, sân, si mà phát tâm niệm Phật. Xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật. Nguyện đem công đức niệm Phật phóng sinh này hồi hướng về Tây Phương, trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báu thân này xin qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báu thân này xin qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng, chúng sanh quy Phật bậc đạo địa ngục, chúng sanh quy Pháp bậc đạo ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng bậc đạo bản sanh, chúng sanh sơ tạo chúng sanh sơ, 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 chú